Trường Đại học Melbourne là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu của Australia. Trong những năm gần đây, trường đã tăng cường mở rộng hợp tác với các trường đại học uy tín của các nước và thu hút đông đảo sinh viên quốc tế theo học. Tỉnh Thái Nguyên có Đại học Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều hoạt động, chương trình hợp tác về lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các đối tác Australia. Cùng với đó là triển khai chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực tại Đại học Thái Nguyên. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên đã thiết lập quan hệ hợp tác với 5 trường đại học của Australia, triển khai các hoạt động hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo chuyên ngành. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm đánh giá chất lượng Đại học Melbourne, Đại học Thái Nguyên sẽ duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Đại học Melbourne về các lĩnh vực như trao đổi giảng viên, liên kết đào tạo, đào tạo năng lực đội ngũ giảng viên cho Đại học Thái Nguyên hỗ trợ Đại học Thái Nguyên xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi ký kết, Đại học Thái Nguyên sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể để thực hiện các nội dung tại thỏa thuận hợp tác như xây dựng chương trình bồi dưỡng tự học trực tuyến, kiểm tra đánh giá chuyên sâu, phân tích đánh giá điểm thi, bồi dưỡng chuyên sâu về kiểm tra đánh giá cho đội ngũ giảng viên chuyên trách của Đại học Thái Nguyên, xây dựng Đại học Thái Nguyên thành đơn vị điển hình về kiểm tra đánh giá trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Đại học Thái Nguyên sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để triển khai một số nội dung về bồi dưỡng năng lực, về kiểm tra đánh giá cho đội ngũ giáo viên ngoại ngữ thuộc đề án ngoại ngữ quốc gia. Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đại học Thái Nguyên và Đại học Melbourne, đồng thời tin tưởng rằng với sự cam kết của Trung tâm đánh giá chất lượng, Đại học Melbourne và của Đại học Thái Nguyên bằng việc ký thỏa thuận hợp tác các nội dung này sẽ được thực hiện hiệu quả, mang lại giá trị cho hệ thống giáo dục đào tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển cho tỉnh Thái Nguyên.